Các bạn biết rằng tỏi là một trong những loại gia vị mà chúng ta rất là hay dùng trong bếp. Tỏi cũng có rất là nhiều công dụng để chữa bệnh, nhưng không phải ai cũng có thể ăn tỏi được các bạn ạ. Tỏi rất là tốt cho sức khỏe, song nếu ăn quá nhiều hay ăn không đúng cách sẽ không tốt nhé. Sau đây thì mình xin chia sẻ với các bạn là những người không nên ăn tỏi nhé. Để tìm hiểu thì thứ nhất là người chuẩn bị phẫu thuật hoặc dùng thuốc chống đông nhé. Do tỏi có tác dụng làm loãng máu, ngăn tình hình cái sự hình thành huyết khối ạ, ức chế ngưng tập tiểu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu, mất máu các bạn ạ. Người ăn nhiều hơn 12 gram tỏi, tức là khoảng 4 tép tỏi như thế này mỗi ngày ạ, thì có thể gây ra bị chảy máu nhiều hơn sau khi phẫu thuật nhé. Cho nên chúng ta không nên ăn nhiều tỏi, nếu mà ăn chỉ ăn 1 đến 2 tép tỏi như thế này là vừa đủ ạ. Thứ hai là hôi miệng, cũng không nên ăn tỏi sống. Tỏi chứa nhiều hợp chất như huỳnh có thể gây ra hôi miệng, đặc biệt là ở với những người lớn, với lượng lớn khi ăn nhé, nhất là ăn sống nhé. Tỏi được nấu chín thì hàm lượng lưu huỳnh sẽ giảm đi ít nhất, ít gây cái tình trạng này hơn đối với khi chúng ta ăn tỏi chín nhé. Do đó người hôi miệng nên hạn chế ăn tỏi, nhất là ăn tỏi sống, để tránh cái tình trạng khi chúng ta nói chuyện hoặc là giao tiếp ấy sẽ thở ra mùi hôi, sẽ làm cho người đối diện khó chịu nhé. Thứ ba là đối với những người bị đầy hơi hay đau dạ dày cũng không nên ăn tỏi nhé. Tỏi chứa nhiều fructose có thể gây ra đầy hơi và đau dạ dày nhé. Ở những người có tình trạng không dung nạp được fructose, do chất này có thể không khi ấy không được tiêu hóa ở ruột non xuống thẳng đại tràng lên men và gây ra đầy hơi với các vấn đề về tiêu hóa khác ạ. Nhưng những người có sẵn bệnh nền về đường tiêu hóa nên thận trọng khi ăn tỏi nhé, để tránh được cái tình trạng bị đầy hơi hay là bị đau dạ dày ạ. Và thứ tư đó là người bị trào ngược dạ dày hay thực quản nhé. Tỏi có thể làm giảm trương lực của cơ thể, của cơ thắt dưới thực quản nhé, giúp cơ giúp cho việc tránh để thức ăn ở bên trong dạ dày khi co bóp bị đẩy ngược lại thực quản ấy, tức là trào ngược lên ấy các bạn ạ. Nên đấy gọi là trào ngược dạ dày khi mà ăn nó đẩy lên trên nhé. Do đó người bị trào ngược dạ dày thực quản không nên ăn tỏi ạ, để tránh tình trạng ợ lên có mùi ạ. Nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng người bình thường thì có thể ăn tỏi là từ 1 đến 2 tép tỏi này một ngày để rất là tốt cho sức khỏe nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn những người không nên ăn tỏi để tránh được cái tình trạng không tốt cho sức khỏe nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình, Ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.